Thì thứ nhất là cái thị trường hiện nay người ta đang đòi hỏi cái giống thịt thương phẩm về con giòn này nó rất là cao, bởi vì cái đặc tính của con thịt dòng thịt con giòn này thì nó có rất là nhiều cái chất để hỗ trợ chữa bệnh cho người mình, ví dụ như chất để hỗ trợ về bệnh tim mạch hoặc là bệnh máu mỡ hoặc là bệnh những cái bệnh mà bà con thường gặp, thì cái giống con giòn này rất là tốt để hỗ trợ con người. Xin chào bà con của kênh Làm Giàu Cùng Chuyên Gia. Hiện nay thì tôi đang có mặt tại trang trại chăn nuôi giòn có địa chỉ tại Đồng Nai. Và ngay sau đây là anh Thiện, hiện đang là chủ của trang trại này. Xin chào anh ạ. Vâng, xin chào em. Xin chào toàn thể quý bà con. Rất vui hôm nay quý bà con lại được cùng với tôi, với kênh, trở lại kênh Làm Giàu Chuyên Gia để chia sẻ những cái kỹ thuật chăm sóc chăn nuôi giống động vật hoang dã cùng với toàn thể quý bà con. Vâng, thì cũng thưa với toàn thể quý bà con, tôi xin giới thiệu, tôi tên là Đỗ Quang Thiện, chủ chuỗi trang trại chăn nuôi giống động vật hoang dã, gồm có những con rúi mã đào Thái Lan, rúi bốc đại Trung Quốc, con giòn hay bà con thường gọi là con hon, cũng như con chồn hương và con chồn mốc. Vâng, thưa toàn thể quý bà con, thì với nhiều năm chăn nuôi cái giống động vật hoang dã này, thì cái bản thân tôi thì là cũng tìm hiểu tâm tư tới quý bà con, làm sao để cho bà con chăn nuôi theo mùng viền, làm sao cái con khi chăn nuôi cái giống động vật hoang dã này để nó phù hợp cái thời tiết, cái khí hậu cho nó sinh sản được đạt hiệu quả cao, cũng như mang lại cái thương phẩm chăn nuôi cho bà con, cái lợi nhuận kinh tế cho bà con được tốt. Và với miền Nam này thì bà con đến tại trang trại của tôi đây là tại ấp Xà Cổ, xã Bình Minh, huyện Tràng Bom, tỉnh Đồng Nai, thì bản thân chúng tôi cũng như đội ngũ kỹ thuật sẽ chia sẻ toàn bộ những kỹ thuật chăm sóc chăn nuôi, những cái yếu tố quyết định chăn nuôi mà đạt được cái hiệu quả cao nhất để bà con mang lại những cái lợi nhuận kinh tế cho bà con, thì chúng tôi sẽ chia sẻ với quý bà con ạ. Vâng, thế hôm nay thì anh Thiện có sẵn sàng là đưa kênh của mấy bà con là đi tham quan trang trại của mình không ạ? Dạ vâng, thì rất vui thì là hôm nay tôi sẽ chia sẻ với chị cũng như trên kênh cùng với toàn thể quý bà con về những cái mô hình khi bà con mới bước vào chăn nuôi cái giống động vật hoang dã này, thì có một số bà con rất là bỡ ngỡ cũng như đang tìm hiểu để chăm sóc chăn nuôi con này làm sao nó đạt được hiệu quả. Thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ toàn bộ những cái kỹ thuật chăm sóc chăn nuôi, những cái yếu tố quyết định nhất để bà con chăn nuôi mang lại những cái lợi nhuận kinh tế cho gia đình. Quý bà con ạ. Anh ơi, thế như mình gọi đây là con giòn thì đúng không ạ? Dạ vâng, thưa bà con, đây là con giòn. Thì có thể vùng quê có những bà con thường gọi là con hon. Thì cái con giòn này thì là nó gần tương tự như con nhím. Bà con có một số bà con nhầm con nhím. Thì với con nhím thì là đầu con đầu tròn, mà cái lông của nó lông ống, lông dài. Đấy, với con giòn thì là cái đầu của nó đầu chuột, mà cái lông của nó lông mượt, lông tơ, lông mượt. Đặc biệt là nó có cái đuôi, này, cái đuôi như đuôi cờ đây. Đấy là dòng con này là con giòn, hay bà con thường gọi là con hon. Thế anh Thiện có thể chia sẻ rõ hơn cho bà con biết là cái khẩu phần ăn của cái con giòn nó như thế nào được không ạ? Vâng, khi bà con về chăn nuôi con này thì cái khẩu phần ăn của nó rất là đơn giản. Thì nó ăn thì nó ăn một ngày là 2 bữa. Với con sinh sản thì ăn 2 bữa thì là buổi sáng bà con có thể tận dụng toàn bộ những cái hoa củ quả mà địa phương bà con có. Thì thứ nhất thì có thể là bà con địa phương bà con có thì nó ăn quả chuối này, hay quả bí đỏ, bí xanh, củ đậu, hay là củ khoai lang, củ sắn, hay bà con gọi là củ mì đấy. Nói chung là rau cải, bắp, rau muống, các loại hoa củ quả. Thì quả chuối thì bà con có thể là cho với những con giòn này thì mỗi một con ăn vào quả to thì 2 quả, quả bé thì là 3 quả vào một buổi sáng. Quả thăng long thì là nửa quả, củ đậu thì là nửa củ, khoai lang thì là một củ bé, 2 củ, củ to thì 1 củ, và ăn vào buổi sáng. Còn buổi chiều tối của nó thì thưa quý bà con, quý chị đây là buổi chiều tối của nó thì là bà con có thể nấu cho nó bằng cháo. Cháo của nó thì là bà con tận dụng bằng cháo cá hoặc là cháo của cánh gà, đấy, cháo thịt. Bà con nấu cho nó ăn vào buổi chiều tối thì mỗi con nó khoảng 2/3 này, cái nắp này bà con cho ăn vào chiều tối. Với chế độ thương phẩm thì bà con có thể cho ăn cái lượng hoa củ quả thì bà con cho ăn nhiều lên, đấy, cho ăn tăng lên. Với cái lượng cháo này thì bà con cũng cho ăn nhiều lên. Và cái lượng cá, lượng thịt thì bà con cũng tăng lên, bà con ăn nhiều lên thì bà con có thể cho ăn, nó cứ đói nào bà con ra đấy, ăn ngày 3-4 bữa cũng được, làm sao để cái trọng lượng thương phẩm của mình nó chỉ ăn với ngủ để đạt được cái trọng lượng thương phẩm nó nhanh lớn, bà con là xuất chuồng phù hợp. Vâng. Thế cái con, về cái con giòn này thì cái chế độ sinh sản của nó như thế nào anh? Mà mình cái ghép đôi, cái khâu ghép đôi thì nó có khó khăn không ạ? Dạ vâng. Thì thưa quý bà con, về cái con giòn này thì chị là cái con giòn này thì nó về cái chế độ sinh sản của nó thì là 1 năm nó sinh sản là 2 lứa. Vâng. Để mà có những cái cặp giống bố mẹ, hàng bố mẹ đây. Thì thưa quý bà con là
Một con đực này có thể là con giòn này, một con đực có thể ghép được từ 3 đến 5 con cái. Đấy. Một con giòn này ghép được từ 3 đến 5 con cái thì là cái chế độ sinh sản của nó là 1 năm là nó sẽ sinh sản hai lứa. Một lứa của nó là đạt cái tỷ lệ là từ 3 đến 5 con. Tại sao tôi nói là nó đạt được cái trọng lượng tỷ lệ từ 3 đến 5 con? Vì để có một cái cặp giòn sinh sản bố mẹ như vậy thì trang trại chúng tôi phải qua rất là nhiều sự lựa chọn. Có nghĩa là khi 3 tháng tuổi, 5 tháng tuổi, thời kỳ hậu bị và thời kỳ sinh sản lứa đầu tiên, những con nào con đực mà nó phôi giống kém và những cái con cái mà nó sinh sản kém hoặc là nó bị dị tật cũng như là không đạt được cái tiêu chuẩn phôi giống cũng chung là sinh sản thì chúng tôi đã phải lựa chọn ra để chăn nuôi thương phẩm. Còn những con nào mà đực nào mà nó đủ tiêu chuẩn phôi giống và con cái nào đẻ từ 3 con trở lên thì trang trại chúng tôi sẽ nuôi lại và bán ra cho bà con để bà con về chăn nuôi. Như anh vừa chia sẻ thì là một con đực có thể đảm nhiệm từ 3 đến 5 con cái. Thì việc con đực nó đảm nhiệm nhiều như thế thì hiệu quả ghép đôi nó có được không ạ? Dạ vâng, cũng thưa với chị với toàn thể quý bà con. Vâng, đây thì để mà với cái nhiều năm kinh nghiệm chăm sóc chăn nuôi cái giống động vật hoang dã này rồi thì với cái kinh nghiệm chúng tôi đã rút ra được thì và cũng đã thực tế trang trại chúng tôi đã từng làm và đã thành công rất là rực rỡ. Vì chúng tôi ghép một con đực với lại 4-5 con cái thì cái chất lượng động dục của nó cũng như chất lượng sinh sản của nó đạt được cái hiệu quả rất là cao. Một con đực này thì vẫn có thể đảm nhiệm được từ 4 đến 5 con cái, vẫn cứ cho con cái được sinh sản rất là cái hiệu quả rất là tốt. Chỉ có quan trọng là khi mà bà con mà ghép đôi thì bà con cần phải lưu ý những cái biểu hiện của cái con giống. Thí dụ như bà cái con một con đực này với con cái này thì bà con phát hiện ra thì khi con đực đây thì con đực đây. Con đực như trang trại tôi con đực này rất là khỏe mạnh, đây đang to một con đực này đây. Con đực nó phải to khỏe và những cái hạt kê nó phải đều. Đây, con đực ở trang trại tôi này nó đều thì nó mới đảm nhiệm được cái sinh phối giống cho từ 3 đến 5 con cái. Thì để lựa chọn được con đực này thì bà con cũng phải lựa chọn như tôi nói đấy, là phải lựa chọn từ 3 tháng tuổi, 5 tháng tuổi hậu bị đến sinh sản thì bà con phải chọn rất là nhiều lần thì với ra được những con đực rất là tốt như vậy. Và khi mà ghép đôi với những con cái này thì bà con phải rất là lưu ý quan trọng về này. Thì khi mà thời kỳ con cái nó đến thời kỳ động dục thì bản thân biểu hiện của nó là nó sẽ sục sạo chuồng và nó sẽ cào chuồng cũng như là nó tiết ra một cái chất nước tiểu rất là có mùi đặc trưng thì để nó đánh hơi cho con đực biết được là nó đến thời động dục. Và trên thành chuồng của nó đây thưa bà con, đây thành chuồng của nó đây nó có một cái chất đây thưa bà con, đây nó nhờ máu cá đây con cái ấy, nó có chất nhờ máu cá đây đấy. Bà con nhìn ở trên chuồng đây thì là con cái là cái chất tinh dịch của nó ra thì là con cái nó ra cái chất máu cá đây thì lúc đó bà con sẽ biết được là con cái nó đến thời động dục thì bà con thả con đực vào với là 4-5 con cái để cho con đực nó động dục. Sau khi nó động dục từ bà con đây đáng lẽ là như là của đôi trước là thưa bà con, đây là cái hòn gạch này nó sẽ ngăn hai chuồng như vậy thì bà con rút cái hòn gạch lên đấy để cho thông thoáng hai chuồng với nhau thì để nó rộng chiều rộng như vậy thì cho 5-6 con một chuồng này nó đủ được cái điều kiện sinh hoạt bên trong cũng như điều kiện phối giống và điều kiện chăm sóc cho nó thuận tiện thì bà con rút hòn gạch lên cho nó sang với nhau. Thì khi nó phối giống từ 15 đến 20 ngày lúc bà con cái nó sẽ từ từ lánh con đực ra đấy. Như là con ở tôi đây là con cái nó đã có một số con là nó phôi giống thì bắt đầu là từ từ là con cái nó sẽ tách dần ra thì lúc đó bà con từ 15 2 ngày thì bà con sẽ tách con cái ra riêng ra. Khi con cái đã được bầu rồi thì bà con sẽ tách con cái ra mỗi con vào một ô, còn con đực bà con rút riêng ra đấy. Theo như em vừa được nghe anh Thiện chia sẻ thì là em thấy là cái sinh sản của con giòn này đem lại thì nó khá là tốt ý. Thì theo như em được biết thì trên thị trường thịt thương phẩm của con giòn này nó khá là cao, thì anh có thể tính toán kỹ hơn cho bà con được biết là trong một năm thì một đầu mẹ có thể đem lại cho mình bao nhiêu không ạ? Vâng, cũng thưa với chị, thưa toàn thể quý bà con, thì cũng như tôi chia sẻ cho quý bà con về cái con giòn vừa rồi là cái tốc độ sinh sản của nó rất là tốt, một năm hai lứa. Thì với cái trang trại chúng tôi thì là rất nhiều năm kinh nghiệm chăn nuôi trên con này rồi. Thì thứ nhất là cái thị trường hiện nay người ta đang đòi hỏi cái giống thịt thương phẩm về con giòn này nó rất là cao, bởi vì cái đặc tính của con thịt dòng thịt con giòn này thì nó có rất là nhiều cái chất để hỗ trợ chữa bệnh cho người mình, ví dụ như chất để hỗ trợ về bệnh tim mạch hoặc là bệnh máu mỡ hoặc là bệnh những cái bệnh mà bà con thường gặp thì cái giống con giòn này rất là tốt để hỗ trợ con người. Chính vì đó trên thị trường thì là hiện nay như trang trại tôi chăn nuôi rất là nhiều năm
Nhưng mà với cái lượng cung cấp ra thị trường thì chúng tôi mới đạt được khoảng 8-10%, thì cái thịt chỉ thương phẩm này còn thiếu hụt rất là nhiều. Thì để bà con khi mà bà con mua được cái cặp bố mẹ này về chăn nuôi thì như trang trại chúng tôi tính thì là một năm thì nó sẽ thu về cho bà con với một cái đầu bố mẹ này thì là nó sẽ được khoảng độ từ 35 đến 40 triệu trên một năm. Thì là cái nuôi năm đầu tiên thì bà con sẽ được, và cái năm thứ hai thì sau khi năm thứ hai thì bà con chăn nuôi thì cái số lượng được từ 35-40 triệu thì bà con sẽ được cái số tiền lãi là hoàn toàn. Đấy. Thì năm đầu tiên thì bà con trừ vốn rồi, bà con chỉ còn lãi được một chút đỉnh, nhưng năm thứ hai thì bà con lứa thứ hai thì bà con sẽ được cái lãi toàn phần, nó khoảng 35-40 triệu trên một năm. Thì với cái bao tiêu như chúng tôi bao khi bà con mua con giống tại trang trại tôi đây thì trang trại tôi thứ nhất là có đầy đủ giấy tờ cho bà con về chăn nuôi, cái thứ hai là cái hợp đồng bao tiêu cái thương phẩm này cho bà con đấy, với giá cố định từ 1,4-1,6 triệu trên 1 kg. Cho nên khi bà con mua con này về chăn nuôi thì cái yên tâm của bà con là trang trại chúng tôi sẽ hỗ trợ toàn bộ những cái kỹ thuật chăm sóc chăn nuôi cho bà con, cũng như cái chế độ bao tiêu cho bà con. Dạ. Sau khi nghe anh Thiện chia sẻ về cái hiệu quả kinh tế của con giòn này đem lại khá là tốt ý, cũng đang đông đảo bà con cũng đang quan tâm tới cái mô hình chăn nuôi con giòn này. Nhưng mà tuy nhiên thì cái mô hình chăn nuôi con giòn này thì vẫn còn là khá là mới mẻ đối với nhiều bà con. Dạ. Thì nếu có bà con nào mà đang có nhu cầu mà muốn tìm hiểu về cái mô hình chăn nuôi con giòn này, dạ, thì anh có sẵn sàng là chia sẻ cho bà con mấy khâu lựa chọn con giống cũng như là cái chăm sóc con giòn này không ạ? Dạ vâng ạ. Thưa với chị với lại toàn thể quý bà con. Vâng, để mà lựa chọn được cái con giống này, khi bà con mà trước hết là bà con phải đến cái trang trại mà có rất là nhiều năm kinh nghiệm chăn nuôi cái con giống động vật hoang dã này rồi. Cái thứ hai cũng phải đầy đủ được nhà nước cung cấp đầy đủ những cái giấy tờ như mã số trang trại cũng giấy tờ phù hợp để cho mà đủ cái điều kiện cấp con giống ra ngoài thị trường cho bà con. Cái thứ ba là bà con phải nên đến tận trang trại, thí dụ như trang trại của tôi đây, đấy, trang trại của tôi đây thì là bà phải con phải đến tận trang trại này, nhất là mắt bà con nhìn con giống, tay bà con xào con giống, bà con cho giống ra, có nghĩa là mắt thấy tay xào con giống, trực tiếp nhìn xào con giống như thế này, trang trại tôi đây, thì để lựa chọn cái con giống này thì bà con phải nên lưu ý những cái yếu tố. Cái thứ nhất là con giống nó phải thuần, đây tôi thả này, con giống rất là thuần đây, nó thuần, nó rất là định vị, đấy, như bà con được biết đây, nó rất là thuần. Cái thứ hai nó phải khỏe mạnh, lông phải mượt, mắt phải sáng, đây lông mượt mắt sáng, chân tay khỏe mạnh đây thưa bà con. Đấy. Cái thứ ba là đối với con đực thì cái bộ phận hạt kê của nó phải đều. Đấy. Cái thứ tư về con cái thì cái bộ phận sinh dục của nó cũng cái hàng vú của nó là nó cũng phải đều đặn. Thứ thì với con giống như trang trại tôi đây, thứ nhất là khỏe mạnh này, mắt sáng này, lông mượt này, chân tay bộ phận sinh dục đầy đủ thì nó sẽ mang lại với con đực thì nó phối giống rất là khỏe, với con cái thì nó sinh sản rất là đẹp và rất là tốt cho quý bà con. Còn khi bà con mà đã có cái niềm đam mê chăn nuôi cái giống động vật hoang dã này, thí dụ đặc biệt như con giòn này, thì bà con có thể liên hệ với tôi qua số điện thoại 0394892955 hoặc đến tại trang trại của tôi tại ấp Trà Cổ, xã Bình Minh, huyện Tràng Bom, tỉnh Đồng Nai. Bản thân tôi cũng như đội ngũ kỹ thuật sẽ chia sẻ toàn bộ những cái yếu tố quan trọng kỹ thuật để cho bà con về chăm sóc chăn nuôi cái con này làm sao nó đạt được cái hiệu quả cao cũng như mang lại cái lợi nhuận kinh tế cho gia đình bà con. Vâng, bà con vừa được lắng nghe những chia sẻ rất là hữu ích của anh Thiện về cái mô hình chăn nuôi con giòn này. Thì nếu bà con nào mà có nhu cầu là muốn tìm hiểu cũng như là tham quan mô hình trang trại này thì có thể liên hệ trực tiếp với anh Thiện hoặc là đến trực tiếp trang trại của anh với địa chỉ là xã Bình Minh, huyện Tràng Bom, tỉnh Đồng Nai.